Thi Thiên 93. Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc vẻ oai nghiêm. Đức Giê-hô-va mặc và thắt lưng bằng sức mạnh. Thế giới được thiết lập vững bền, không hề bị rúng động. Ngôi Chúa đã lập vững từ thời xưa, Chúa hiện hữu từ trước vô cùng. Lạy Đức Giê-hô-va, sóng biển nổi lên, đại dương gầm thét, biển cả trội tiếng ầm ầm. Đức Giê-hô-va ngự trên cao, đầy quyền năng, mạnh hơn tiếng gầm thét của các dòng nước lớn, hơn biển cả ba đào. Lạy Đức Giê-hô-va, các chứng ước Ngài rất chắc chắn, sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời. Luca chương 14. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu vào nhà một người lãnh đạo thuộc phái Pha-ri-si để dùng bữa. Người ta chăm chú theo dõi Ngài. Lúc ấy, trước mặt Ngài có một người mắc bệnh phù thủng. Đức Chúa Giê-xu nói với các luật gia và người Pha-ri-si rằng: trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh hay không? Nhưng họ đều im lặng. Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. Ngài phán với họ: ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày Sa-bát mà không lập tức kéo lên sao? Họ không trả lời được. Khi thấy những người được mời đều chọn chỗ danh dự, Ngài kể cho họ một ẩn dụ. Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất, e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi: hãy nhường chỗ cho người này ngồi. Lúc ấy, ngươi sẽ hổ thẹn vì phải xuống ngồi chỗ cuối cùng. Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối để khi người chủ tiệc đến nói với ngươi: bạn ơi, xin mời ngồi lên chỗ cao hơn, thì ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người cùng bàn với mình. Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: khi ngươi đã ăn trưa hoặc ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay xóm giềng giàu có, e họ cũng mời lại mà trả ơn cho ngươi. Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi. Đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn. Một người ngồi cùng bàn với Đức Chúa Giê-xu nghe những điều này thì thưa với Ngài: phước cho người nào được ăn bánh trong vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đáp: có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng: hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói: tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem, xin cho tôi cáo lỗi. Người khác nói: tôi có mua 5 đôi bò, cần phải đi xem, xin cho tôi cáo lỗi. Người khác nữa nói: tôi mới cưới vợ, do đó tôi không thể đi được. Đầy tớ trở về trình việc ấy cho chủ mình. Chủ nổi giận, bảo đầy tớ: hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành, đem những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù và què quặt vào đây. Đầy tớ lại nói: thưa chủ, điều chủ dạy tôi đã làm rồi, thế mà vẫn còn chỗ trống. Chủ nhà lại bảo đầy tớ: hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào ép mời người ta vào cho đầy nhà ta. Vì ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia sẽ không một ai nếm được bữa tiệc của ta. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu. Ngài quay lại phán với họ: nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể làm môn đồ ta. Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy sẽ chê cười và nói rằng: người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được. Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi 10.000 quân có thể địch nổi vua kia
với 20.000 quân chăng? Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ ta. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy không thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, người ta phải vứt nó ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Daniel chương 5. Vua Belshazzar mở tiệc linh đình thiết đãi 1.000 đại thần. Vua uống rượu trước mặt họ. Đang lúc uống rượu, vua Belshazzar truyền đem ly tách bằng vàng và bạc mà phù vương Nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem, để vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua dùng uống rượu. Người ta đem ra ly tách bằng vàng đã lấy từ đền thờ, tức là nhà của Đức Chúa Trời, tại Jerusalem. Vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi dùng các ly tách đó để uống rượu. Vậy họ vừa uống rượu, vừa ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. Ngay lúc đó, những ngón tay của bàn tay người xuất hiện, viết lên tường voi của hoàng cung, đối ngang giá đèn. Vua trông thấy phần bàn tay đang viết. Bấy giờ, mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, xương cốt rã rời, hai đầu gối rung lập cập. Vua lớn tiếng truyền lệnh triệu tập các pháp sư, người canh đê và thầy bói đến. Vua nói với các nhà thông thái Babylon: ai đọc được chữ này và giải thích cho trẫm rõ ý nghĩa thì sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc. Bây giờ, tất cả các nhà thông thái của vua đều đến, nhưng họ không đọc được chữ cũng không thể giải nghĩa cho vua được. Vua Belshazzar vô cùng bối rối, mặt vua biến sắc, các quan đại thần lúng túng. Nghe tiếng bàn tán của vua và các đại thần, hoàng thái hậu bước vào phòng tiệc. Bà nói: hoàng thượng vạn tuế, xin hoàng thượng đừng để tâm trí bối rối, sắc mặt biến đổi. Trong vương quốc ngài có một người mang linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong mình. Dưới đời phụ vương của ngài, người ta thấy nơi người này có ánh sáng, thông hiểu và khôn ngoan, như sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phụ vương ngài là Nebuchadnezzar đã lập người ấy làm đầu các thuật sĩ, pháp sư, người canh đê và thầy bói. Vì trong Daniel, người mà vua đã đặt tên Belshazzar có thần linh siêu phàm, có tri thức và thông hiểu để giải nghĩa chiêm bao, giải thích các điều màu nhiệm, giải quyết các nan đề, nên bây giờ hãy sai gọi Daniel để ông ấy giải nghĩa cho. Bây giờ Daniel được đưa đến trước mặt vua. Vua nói với Daniel: ngươi có phải là Daniel, một trong những người Do Thái lưu đày mà cha ta đã giải về từ Giu-đa không? Trẫm có nghe nói rằng linh của các thần ở trong ngươi, nên ngươi có ánh sáng, sự thông hiểu và khôn ngoan lạ thường. Các nhà thông thái, các pháp sư đã được mời đến trước mặt trẫm để đọc những chữ này và giải thích cho trẫm, nhưng họ không giải nghĩa được. Trẫm nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và giải quyết những nan đề. Vậy, nếu ngươi đọc được chữ viết này và giải nghĩa cho trẫm, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc. Trước mặt vua, Daniel trả lời: xin vua giữ lại các quà tặng và dành phần thưởng cho người khác. Tuy nhiên, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. Tâu đức vua, Đức Chúa Trời chí cao đã ban vương quyền, uy quyền cao cả, vinh quang và uy nghiêm cho phụ vương ngài là Nebuchadnezzar. Chính vì quyền uy cao cả Chúa ban cho phụ vương ngài mà tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ đều run sợ trước vua ấy. Vua muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Muốn nâng ai lên hay hạ ai xuống tùy ý. Nhưng khi lòng dạ trở nên kiêu căng, tâm linh cứng cỏi, thì vua ấy đã hành động một cách ngạo nghễ,
Do đó, vua đã bị trút ngôi và tước bỏ vinh quang. Vua đã bị đuổi khỏi loài người, tâm trí trở nên tâm trí súc vật, phải sống chung với lừa rừng, ăn cỏ như bò, và thân thể bị ướt đẫm sương mốc trên trời. Cho đến khi vua ấy nhận biết rằng Đức Chúa Trời chí cao cai trị vương quốc loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý Ngài. Còn vua, tâu vua Ben-sát-sa, con của vua ấy, dù vua biết hết các việc ấy, lòng vua vẫn không chịu nhún nhường chút nào. Trái lại, vua đã tự cao tự đại chống lại Chúa trên trời, sai đem đi tách của nhà Chúa đến cho vua uống rượu với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua. Vua đã tôn vinh thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những thần không thấy, không nghe, không biết gì, nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và mọi đường lối của vua. Vì thế, Ngài đã sai phần bàn tay này đến và viết lên hàng chữ này. Hàng chữ đã viết như sau: Mene, Mene, Teken, Uphaxin. Đây là nghĩa của dòng chữ đó. Mene nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm và chấm dứt số ngày của vua. Teken là vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy kém thiếu. Pheret là vương quốc của vua bị phân chia rồi, giao cho người Medi và người Ba Tư. Vua Ben-sát-sa lập tức truyền lệnh đem cẩm bào đỏ thẫm mặc cho Daniel, đeo vòng vàng vào cổ và công bố rằng ông là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Ngay đêm đó, Ben-sát-sa vua Kandê bị giết. Darius người Medi tiếp quản vương quốc ở độ tuổi 62. Daniel chương 6. Vua Darius quyết định bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị khắp vương quốc. Và trên họ có 3 vị tể tướng. Một trong 3 vị đó là Daniel. Các thống đốc phải khai trình với 3 vị tể tướng này để nhà vua không bị thiệt hại. Daniel vượt hẳn 2 vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm. Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Vì thế, các tể tướng và thống đốc tìm cách bắt bẻ Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiền trách, vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm. Vậy những người đó nói: chúng ta không thể tìm được một lý cớ nào để tố cáo Daniel này, ngoài trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Các tể tướng và thống đốc kéo nhau vào chầu vua và tâu: vua Darius vạn tuế, tất cả các tể tướng trong vương quốc, các tướng lãnh, các thống đốc, các quan tham mưu và các tổng đốc đều đồng tình xin bệ hạ ra một sắc chỉ và ban hành một lệnh cấm nghiêm nhặt là trong 30 ngày nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua thì tâu bệ hạ, kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. Bây giờ, kính xin bệ hạ lập lệnh cấm đó và ký vào chỉ dụ để luật pháp này không thay đổi được như luật pháp bất di bất dịch của người Medi và người Ba Tư vậy. Vua Darius ký vào chỉ dụ và lệnh cấm đó. Khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao, nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó, mỗi ngày 3 lần, ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. Bây giờ, những người đó kéo đến và bắt gặp Daniel đang cầu nguyện và khẩn nài trước mặt Đức Chúa Trời mình. Họ liền vào chầu vua và tâu với vua về lệnh cấm. Tâu bệ hạ, chẳng phải bệ hạ đã từng ký một lệnh cấm rằng trong 30 ngày hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử đó sao? Vua trả lời: đúng vậy. Theo luật pháp bất di bất dịch của người Medi và người Ba Tư, họ thưa với vua rằng trong nhóm dân lưu đày từ Do Thái có Daniel không chút kiên nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, dù bệ hạ đã ký lệnh cấm, nó vẫn cứ cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Khi nghe những lời đó, vua rất đau lòng và quyết tâm giải thoát cho Daniel. Mãi đến khi mặt trời lặn, vua vẫn cố gắng tìm cách giải cứu ông.
Nhưng các người kia lại kéo đến chào vua và nói: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ biết rằng theo luật pháp của người Medi và người Ba Tư, mọi lệnh cấm hay sắc chỉ mà vua đã lập đều bất di bất dịch. Lập tức, theo lệnh vua, người ta đem Daniel đến và ném vào hầm sư tử. Vua nói với Daniel: Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ngươi. Người ta đem đến một tảng đá đặt trên miệng hầm. Vua đóng ấn của vua và ấn các đại thần để không điều gì có thể thay đổi tình trạng của Daniel được nữa. Sau đó, vua trở về cung và suốt đêm không ăn uống cũng không màng đến thú tiêu khiển nào cả. Vua không thể ngủ được. Vừa rạng sáng, vua đã trỗi dậy, vội vàng đi đến hầm sư tử. Đến gần miệng hầm, vua lấy giọng đau buồn gọi Daniel. Vua nói: Hỡi Daniel, đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi bền lòng phục vụ có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử chăng? Daniel liền tâu với vua: Chúc bệ hạ sống mãi mãi. Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ ngài đến và bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại đến tôi. Bởi vì trước mặt ngài tôi được kể là vô tội. Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi cũng không làm điều gì sai trái cả. Vua vô cùng mừng rỡ và truyền đem Daniel lên khỏi hầm. Vậy Daniel được đem lên khỏi hầm và trên thân thể ông không có một thương tích nào cả, vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện cáo Daniel cùng vợ con của họ đều bị đem đến quăng vào hầm sư tử. Khi họ chưa chạm đến đáy hầm thì sư tử đã vồ lấy và xé xương họ ra từng mảnh. Bây giờ vua Darius viết cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất: Chúc các ngươi được bình an gấp bội. Ta ban chiếu chỉ rằng trên khắp vương quốc ta, mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel, vì ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Vương quốc ngài không bao giờ bị tiêu diệt. Quyền cai trị của ngài sẽ vô cùng vô tận. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ phép màu trên trời dưới đất. Ngài đã giải cứu Daniel khỏi nanh vuốt sư tử. Daniel tiếp tục thành đạt dưới thời vua Darius và vua Siru người Ba Tư.